Bài thơ Muốn tặng hoa cho vợ, tác giả Đỗ Đức Chính. Viết lời bình Hoa Đỗ. Giọng đọc nghệ sĩ Mạnh Hùng. Biên tập video Ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Biết tác giả là một giáo viên dạy toán cả trung học phổ thông, trung học cơ sở và rất ngạc nhiên khi đọc những bài thơ hay của anh. Sự tư duy sâu sắc và chính xác trong toán học đã được anh sử dụng khi sáng tác thơ thật đặc biệt. Tôi có cảm giác những người làm khoa học không hề khô khan như những công thức mà khi họ đã làm thơ thì chất thơ của họ rất hay, rất đặc biệt, sâu sắc, tinh túy. Hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ, đọc được bài thơ của anh không phải là những lời chúc mừng, không phải là niềm hạnh phúc của người đàn ông khi tặng hoa cho vợ, không phải là sự hân hoan của người con trai mới lớn tặng hoa cho người bạn gái đầu đời, mà bài thơ Muốn tặng hoa cho vợ của tác giả Đỗ Đức Chính lại nói về nỗi đau tột cùng của người lính trong và sau chiến tranh. Mở đầu bài thơ, ta đã thể hiện lên hình anh bộ đội Cụ Hồ khoác ba lô lên đường đánh giặc, để lại lời thề son sắt với người yêu quý. Giặc tan hết, anh về cùng người con gái mình yêu thương kết duyên chồng vợ. Nhưng ta lại gặp ngay câu thơ báo trước sự trắc trở của mối tình. Tại sao phải rất ước muốn? Câu thơ được nhấn mạnh hơn bởi ba thanh sắc đi cùng nhau. Anh muốn gì? Muốn tặng hoa cho vợ. Sao không tặng đi mà lại phải ước muốn? Ôi, câu thơ khiến ta phải suy ngẫm rất nhiều. Cảm giác một việc làm không lớn, một hành động nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc của người chồng tặng hoa cho vợ. Nhưng ở đây nhắc đến sự trắc trở tình duyên, báo hiệu cho ta biết một điều chẳng lành. Rất ước muốn tặng hoa cho vợ, nhưng cuộc đời trắc trở tình duyên ba lô đi để lại lời nguyện. Tan giặc đất nước huyền quyên chồng vợ. Khổ tiếp theo tác giả miêu tả về tình cảm của mình đối với người yêu. Bao khó khăn gian khổ trên đường hành quân, dọc theo chiều dài của đất nước đầy dẫy hiểm nguy, anh vẫn mang nỗi nhớ thương trên ba lô, nỗi nhớ em theo anh vào giấc ngủ. Từ buổi chiều ráng đỏ đến ban mai ửng hồng, nỗi nhớ em cho anh sức mạnh chữa lành cơn sốt rét rừng, cho anh sức mạnh trên đường hành quân. Phút lặng yên giữa hai lần súng nổ, anh đã hái bông hoa rừng với hương thơm ngai ngái của loài hoa dại cùng hơi thở tặng em. Cho qua ngày dài đêm thâu cùng những cánh thư xanh, theo anh vào trận đánh càng nhung nhớ em hơn. Dọc đất nước mang nhiều thương nhớ, bông hoa rừng cùng hơi thở tặng em. Ngày qua ngày đêm lại tàn đêm, tình thư nhỏ càng thêm nhung nhớ. Tới đây, tác giả kể lại cho chúng ta nghe một phần rất nhỏ thôi, bởi trong giới hạn của khổ thơ tình ít, ý nhiều. Nỗi gian khổ, chuân chuyên của người lính nơi trận mạc sông pha với sự khốc liệt của chiến tranh chỉ trong tấc gang thôi. Đời lính chiến, đêm gối đất nằm xưa, khi đạn pháo quân thù luôn nổ bên tai, anh vẫn chắc tay súng chiến đấu vì ngày mai, vì tương lai, vì hòa bình của dân tộc, của nhân dân, và trong đó có em, người anh đã nguyện thề cùng sánh vai mai trúc. Đời chinh chiến sợ chi gian khổ, đạn pháo cùng bom nổ bên tai, súng chắc tay nghĩ tới ngày mai, ngày phụ nữ được sánh vai mai trúc.
chiến tranh điều gì cũng có thể xảy ra. Biết bao người nằm lại chiến trường với mãi mãi tuổi 20, để lại tiếng thơm gia đình, mang lại bình yên cho tổ quốc. Hòa bình hôm nay của dân tộc là cái giá máu xương của lực lượng quân đội nhiều nhất, là cái giá khổ đau, mất mát của cả dân tộc. Những người con khoác ba lô ra đi đều giống nhau, trẻ trung, hừng hực khí thế, sôi động, hùng dũng, kiên cường trong đoàn quân. Nhưng sau chiến tranh, ai còn, ai mất, người trở về mang trên mình đầy những vết thương, hoặc không có vết thương thì cũng ám ảnh, bị sức ép, bị ảnh hưởng về thần kinh, tới nỗi chiến tranh lùi xa bao nhiêu năm, anh vẫn hô xung phong giữa đêm trường yên ắng. Còn anh thì sao? Anh anh dũng chiến đấu, không sợ hy sinh gian khổ, hoàn thành nghĩa vụ với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân. Nhưng chiến tranh đã cướp mất cái ngàn vàng dành cho đời con gái. Không dám so sánh với các anh thương binh khác, bởi mất mát nào cũng là nỗi đau xé nát tâm can, lúc nào cũng đau đớn, chứ không phải khi trở gió mới đau nhức nhối. Tác giả đã khéo léo dùng từ nói tránh súng anh để diễn tả sự mất mát đau thương đến tột cùng của người trai bị mìn lá phá nát. Đọc đến đây ai cũng hiểu và ai cũng đau. Có người còn thốt lên rằng sống không bằng chết, dù vẫn biết phải bước qua số phận để sống tốt hơn cho những ngày còn lại. Tôi được chứng kiến nỗi đau của một thanh niên dân tộc đi rừng đạp phải bẫy thú rừng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng chỉ giữ được mạng mà không còn cái đó. Anh ta khi tỉnh dậy biết không giữ được, đã dứt dây chuyền, ôm háng, gào khóc, điên cuồng. Trời ơi, sống thế này để làm gì? Sống không có tương lai, để cho tôi chết đi, cứu tôi làm gì? Nhớ đến tiếng kêu thảm khốc ngày đó, tôi lại nghĩ hình ảnh của anh bộ đội, nhân vật của tác giả trong bài thơ. Thấy lòng xót thương vô hạn, vẫn biết đất nước đi qua chiến tranh, bao nhiêu đau thương mất mát không thể tránh khỏi. Nhưng nỗi đau của anh dù được cảm thông sâu sắc thì riêng anh mới hiểu hết nỗi thống khổ của bản thân mình phải chịu đựng. Nhưng đời ước có đâu như ca khúc, súng Đảng trao anh ra sức diệt thù, còn súng anh trong một ngày âm u bị mìn lá của quân thù phá nát. Nỗi đau đó theo anh suốt cả cuộc đời, mà khi ngày hòa bình toàn dân vang khúc cải hoàn ca, người ta đón nhau về trong tổ ấm của tình thương. Còn anh như người chạy trốn lạnh nhạt trong trại thương binh, không phải vì xã hội, không phải vì người thương, mà tự anh không thể chia sẻ cùng ai, chỉ một mình gánh chịu. Không dám yêu, không dám níu kéo tình. Nhân văn quá, có rất nhiều người phụ nữ sẵn sàng bên những người thương binh trong chiến tranh, sẵn sàng hy sinh đời mình cùng anh đi nốt con đường. Riêng anh lại hy sinh tình cảm cá nhân để nhường lại người con gái mình yêu. Muốn cho em được hạnh phúc bên người khác và nối dài dòng họ cho người. Ngày hòa bình toàn dân ca hát, anh trở về lạnh nhạt trải thương binh. Thế là hết một mình anh chịu, không dám yêu, chẳng níu kéo tình duyên. Hai câu thơ kết đã chứng minh tiêu đề bài thơ. Trời ơi, anh vẫn còn trinh nguyên, đau đớn biết nhường nào, nỗi đau không chia sẻ cùng ai. Tới đây ta hiểu thêm tại sao anh rất muốn tặng hoa cho vợ. Nhưng thật đau lòng
anh chưa một lần được thuyền khuyên chồng vợ, thì làm sao được một lần tặng hoa vợ, dù anh đã cùng đồng đội tặng hoa chiến thắng cho cả dân tộc. Còn hoa tươi, anh chưa một lần được vinh dự tặng em. Và đến giờ, anh vẫn trinh nguyên, chưa một lần tặng hoa cho vợ. Kết thúc bài thơ, tác giả cho ta nút gỡ mối thắt trong bài thơ. Một bài thơ thất ngôn rất hay về nội dung và nghệ thuật. Nó được ra đời trong ngày người người tặng hoa cho nhau, nhà nhà nhận hoa từ phái mạnh, từ những người thân yêu. Bài thơ đã nói lên nỗi đau không chỉ của nhân vật, mà nó là nỗi đau của dân tộc, là tiếng kêu ai oán phản đối chiến tranh. Cảm ơn thầy giáo Toán với bài thơ hay đầy cảm xúc, gửi gắm lòng mình, lòng độc giả vào những câu chữ mà đọc xong ta vẫn cảm giác như chưa hiểu hết ý nghĩa sâu sắc được tác giả gửi trong bài thơ. Gấp trang thơ lại, ta vẫn thấy hình ảnh lớp lớp đoàn quân hùng dũng ra trận cùng với những bàn tay bé nhỏ vẫy vẫy cho đến khi dần khuất mờ trên đường xa, và hình ảnh anh thương binh tưởng như lành lặn mà mất đi một phần cơ thể. Biết ai cũng hiểu và cảm thông. Xin được chia sẻ cùng nỗi đau của chiến tranh, nỗi đau của riêng anh. Trong ngày mùng 8 tháng 3, ngậm ngùi không được tặng hoa cho vợ, khi sâu thẳm trong lòng rất muốn. Hà Nội, ngày mùng 8 tháng 3 năm 2024. Đỗ Hoa. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe trọn vẹn bài thơ Muốn tặng hoa cho vợ. Tác giả Đỗ Đức Chính, qua trình bày của nghệ sĩ Mạnh Hùng. Rất ước muốn tặng hoa cho vợ, nhưng cuộc đời chắc chờ tình duyên. Ba lô đi để lại lời nguyện, tan giặc nước quyền quyên chồng vợ. Dọc đất nước mang nhiều thương nhớ, bông hoa rừng cùng hơi thở tặng em. Ngày qua ngày đêm lại tàn đến, tình thư nhỏ càng thêm nhung nhớ. Đời chinh chiến sợ ở chi gian khổ, đạn pháo bom nổ bên tai. Súng chắc tay nghĩ tới ngày mai, ngày phụ nữ được sánh vai mai trúc. Nhưng đời ước có đâu như ca khúc, súng đàn trao anh ra sức diệt vụ. Còn súng anh trong một ngày âm u, bị mìn lá của quân thù phá nát. Ngày hòa bình toàn dân ca hát, anh trở về lạnh nhạt trại thương binh. Thế là hết, một mình anh chịu, không dám kêu chẳng níu kéo tình duyên. Và đến giờ
anh vẫn trinh nguyên chưa một lần tặng hoa cho vợ.